Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái. Mời bạn nam. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, cho em gửi lời xin chào tới tất cả các quý vị cùng hai MC cô Cát Tường và chú Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thúy Hằng, năm nay 22 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy tại trung tâm tòa án trí tuệ Superbrain Biên Hòa. Và em sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa luôn. Dạ. Mình đang dạy đó là dạy cái gì em? Dạ, dạy tòa án trí tuệ, tòa án tư duy. Mà đối tượng của mình là... Dạ, các bé từ 4 tuổi. Em làm công việc đó lâu chưa? Dạ, cũng gần 2 năm. Gần 2 năm, một cô giáo trẻ ha. Rồi, mời bạn trai. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và chào bạn gái bên đấy và toàn thể khán giả trong trường quay ạ. Cậu em tên là Đỗ Văn Thắng, sinh năm 1996, quê ở Hà Nội. Hiện ba mẹ đang sống ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Và công việc của em là làm về kỹ thuật trưởng vô tuyến điện tử ở 917 ở Cần Thơ. Bây giờ giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi. Ưu điểm của em đó là hiền ngoan rồi. Hiền ngoan, cái đó ai nhận xét? Dạ, đa số là mấy bạn em nói. Đa số nhận xét vậy đúng không? Với lại em cũng thích đi karaoke, nói chung là hát cũng được. Thích chứ. Hát. Dạ. Rồi bây giờ có làm hát cho nó lấy không khí không? Thấy hơi rụt rè ha. Dạ. Một tràng pháo tay ủng hộ dạ, cho bạn gái nè. Lỡ buồn lời yêu anh, sợ anh xa lánh biết sao giờ, vì chỉ thấy nắng trong tim mình. Say you do, lỡ mai mình yêu nhau, đừng cho em ngóng nhưng chưa hẹn, vì chưa nắng hay mưa trên đầu. Say you do, say you do. Giờ thoải mái chia sẻ ha. Dạ. Đó là những ưu điểm, vậy thì em nghĩ mình có những nhược điểm gì? Nhược điểm của em là khá ít nói, với lại em nói chuyện nó không có được muối lắm. Hơi mấy nhạc. Bạn em nói là nhẹ đem theo hũ muối đúng không? Dạ đúng em, rồi. Đâu có vui đâu. Nghe hát còn vui hơn nữa gì, say you do, do 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 gì đó. Vui mà. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái biết luôn. Dạ, ưu điểm của em là thích thể thao. Thích thể ca thao. Hát. Ca hát. Ca hát luôn. Rồi hát sung lên coi cho nó vui lên nào. Bài gì? Độc thân không phải là ế. Độc thân không phải là ế. Hay lắm. Bắt đầu. 20 mùa thu này anh vẫn chưa có người yêu, không biết tìm đâu một ai để anh yêu thương nuông chiều. Xưa bị mẹ không cho học hành chăm lo, vì thế người ta gọi anh ê sặc ê. Giờ đây rơi xa vòng tay mẹ cha anh vui quá, tưởng đầu tiên thấy một cô người yêu nơi phố lạ. Nhưng đời không như mơ, anh vẫn mong chờ, vài ba năm sau tập yêu cũng không sao đâu. Độc thân không phải là ê mà đang tìm người tư tế để yêu. Độc thân các ê vì trong tư thế ngang cao đầu, bản thân anh đã hứa 30 xe cưới. Vậy thế chuyện anh chẳng sợ gì đâu. Dễ thương. Bài đó dễ thương không? Độc thân phải là ế. Bên đây hát cũng ngọt ngào, bên kia hát cũng vui. Còn điểm mạnh gì nữa không? Ngoài thể thao hát còn gì nữa không? Là có biết thổi sáo ạ. Biết thổi sáo nữa hả? Chúc gặp bạn gái rồi thổi ha. Rồi có vậy có khuyết điểm gì không? Bừa bộn ạ. Hả? Bừa bộn, có hút thuốc. Bên đây thở dài rồi nè. Em không thích người hút thuốc lá. Dạ, nếu mà mình đến với nhau thì anh có tình nguyện bỏ thuốc lá vì em không anh? Không, anh chỉ quan trọng cần được người đấy nhắc nhở và khiến mình thay đổi được ạ. Dạ, vậy thì quá tốt rồi. Rồi bây giờ em nhớ ra khuyết điểm của em chưa? Khuyết điểm của em là dễ bị người khác tác động vào, ba phải. Nghĩa là không có lập trường. Ví dụ mình quyết định này mà người ta bàn hồi là mình đi theo nói luôn. Nói chung là em cũng có lập trường nhưng mà không có vững. Rồi tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì tình trường chưa. Chưa có mối tình nào hết? Dạ. Hôm nay đến cái chương trình là mình có hồi hộp, có chờ đợi, có tưởng tượng ra cái người trong mộng của mình không? Dạ, mẫu người lý tưởng của em á, một người đàn ông của gia đình, không hút thuốc, không để trâu, thì có ngoại hình ưa nhìn, đặc biệt là phải thoáng á, kiểu như là tại vì trước giờ gia đình em cũng khó nên thành ra là em cũng muốn là một người bạn trai tâm lý rồi thoáng một chút xíu hiểu cho mình. Thế hôm nay đi tham gia chương trình là ở nhà ba mẹ biết không? Dạ.
Không. Vậy cho ba mẹ khó rồi, của ba mẹ la sao? Dạ cái đó về tính sau. Vậy hả? Có tình trường như thế nào rồi em trai? Dạ em mới yêu đơn phương một người đấy ạ. Lâu không? À, cũng được trải qua 3 năm. Thời học cấp 3. Cấp 3 là quê em á hả? À lâu lắm rồi đúng không? Tại sao chia tay? Em chỉ yêu đơn phương thôi chứ không phải gì. À yêu đơn phương hả? Vậy là em cũng chưa có mối tình nào. Yêu đơn phương 3 năm mà thì không dám tỏ tình hay sao? Không dám tỏ tình. Em nhát quá hả? Dạ. Vậy là hai bạn hôm nay chưa ai có mối tình nào cả. Vậy là chưa hôn lần nào luôn phải không? Dạ. Hy vọng hôm nay hai bạn sẽ có nụ hôn đầu đời ha. Dạ. Cái mẫu người lý tưởng về ngoại hình cụ thể ra để lát chị qua chị kiểm tra cho em. Phải cao hơn em từ 1m65 trở lên. 1m65 trở lên. Có múi càng tốt. Có múi càng tốt. Dạ. Mấy múi cũng được. Miễn sao có múi thì em thích. 6 múi càng tốt. 6 múi càng tốt. Dạ. Rồi 7-8 múi được không em? À, dạ được luôn. Miễn có múi là em thích. Nói chung bộ đội á, là thể lực rất là tốt. Em yên tâm đi ha. Không biết có muối hay không. Nghe bên đàn gái yêu cầu vậy mình có đáp ứng được bao nhiêu phần trăm hả em? Chắc được 60 thôi. 60 thôi hả? Có muối không? Có muối không? 4 muối đó chị ạ. Hả? 4 muối. 4 muối hả? Ráng tập cho thành 6 muối nha. Chiều cao, cao. Đó, có gọi là có cái cốt lõi rồi ha. Bây giờ mình gọt giũa thêm chút xíu nữa là ok rồi. Mặt cũng đẹp trai, cười tươi. Mẫu người lý tưởng của em? Dạ, ba vòng ổn định. Cái gì? Ba vòng ổn định ạ. Ba vòng ổn định của em như thế nào gọi là ổn định? Ổn định là 90-90 đều luôn đúng không? Dạ, ba vòng nhìn bên ngoài thấy đẹp ạ. 90-60-90 ạ. 90-60-90. Về lấy dây bó lại ổn định có gì đâu. Chị cao thì 1m6-1m65 được. Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m76 ạ. Ăn thua cái mặt, nhìn vô cảm tình là được rồi. Nụ cười giống Nhã Phương được. Nhã Phương không thích cái gì ở người bạn gái? Hay giận hờn, không ăn chơi nhiều nữa. Nếu như bây giờ được thì mình quen nhau, em tính là bao lâu thì mới kết hôn? Quan trọng của ấy muốn khi nào. Nhưng mà bản thân em á, em muốn như thế nào? Em giờ mong là khoảng năm sau. Năm sau? Dạ. Mới 23 tuổi là lấy vợ rồi. Em muốn cuộc sống ổn định sớm ạ. Em có sợ cô gái hay ghen không? Em rất sợ cô gái hay ghen ạ. Em có lăng nhăng không? Dạ, em không lăng nhăng. Sao em biết? Em chưa quen ai hết. Em chưa quen ai em biết là mình không lăng nhăng ạ. Em chung thủy không? Rất chung thủy ạ. Chắc không? Chắc ạ. Ừ, yêu đơn phương 3 năm thì cũng chung thủy rồi đó. Năm sau đám cưới thì theo em nghĩ là có sớm quá không hay là cũng hợp lý? Duyên phận đến thì mình đến với nhau thôi. Ngoài cái việc là hút thuốc thì em còn không thích điều gì ở người bạn trai nữa không? Bạo lực. Em hỏi ảnh thì coi anh có bạo lực không? Anh ơi, anh có bạo lực không? Anh thì không bạo lực đâu, nhưng mà anh thì ít quan tâm á. Đi qua coi coi cô ấy giống Nhã Phương không á. Ừ, hỏi bên kia có thích Trường Giang không? Hello, chào em gái. Dạ, em chưa. Một cái nét đẹp, dễ thương, hiền hậu ha. Cái mẫu người em thích nghệ sĩ là ai? Em thì em thích giống trai Hàn Quốc. Một bên thích nữ diễn viên Việt Nam, bên thích Hàn Quốc. Chàng trai bên đây là dễ thương lắm nha. Giống như Kim Song Dong gì đó. Đây cười tươi lắm. Có nghĩ là mình là lấy chồng là không quân không? Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đến hôm nay có thể em sẽ nghĩ tới. Bên đây thì rất là dễ thương. Đàn gái cũng dễ thương, nụ cười cũng tươi hơn em luôn đấy. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với em gái, với bạn bè và đồng nghiệp thôi. À rồi, em ruột á hả? Em chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Em là Thùy Linh. Em với chị Hằng là sinh đôi. Hả? Dạ. Sinh đôi hả? Dạ sinh đôi. Nói rồi nhìn đi. Ở nhà thì chị Hằng hiền lắm. Chị thì giống như là trái bom nổ chậm vậy á. Chỉ chờ thời điểm tới là hả phát nổ thôi. Em mong anh sẽ là ngồi kích nổ cho chị em. Hay. Anh rể tương lai được không? Anh cũng phù hợp với hình mẫu lý tưởng của chị em á. Cũng dễ thương. Ok chị ơi. Dạ đó, tưởng tượng cho cô kia thế nào? Chắc rất xinh thắn. Rất xinh đúng không? Xinh đấy. Em đi với ai hôm nay? Hôm nay em đi với toàn thể đơn vị. Có anh Hoàng. Mời anh Hoàng. Dạ. Xin chào MC Quyền Linh. Xin chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Gửi lời chào đến đại diện bên nhà gái. Độc Dĩ Thắng ở đơn vị là rất là vô tư, hòa đồng. Đặc biệt là rất là vui vẻ. Được anh em, đồng chí, đồng đội tin yêu, quý mến. Thắng là một trong những cây văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng như nhiều bộ môn khác của đơn vị anh. Về phần em gái thì
theo nhận xét của anh thì em rất là xinh, có nụ cười rất là duyên dáng. Anh nghĩ hai em đến đây cũng là một cái duyên rồi. Hai em nên cho nhau cơ hội bấm nút. Chúc hai MC Quyền Linh, Cát Tường sức khỏe và chúc chương trình ngày càng phát triển. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ sẽ kéo rào ra nha, để cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Mở rào. Rồi, xin mời hai bạn. Đây, đây bộ bó hoa tặng. Dạ rồi, em cảm ơn. Trời ơi, cao quá ha. Cảm nhận về nhau như thế nào hai em? Em có một cái nhược điểm khi mà em lo lắng hay hồi hộp cái gì đó, hay là sợ một cái gì đó, là tay em sẽ bị ra mồ hôi. Thì anh có phiền đến cái đó không? Không, cái chuyện đó thì anh không quan trọng. Anh có muốn hỏi gì về em? Em có thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Em thích một người đàn ông tâm lý, trung tình, với lại không biết mình có gia trưởng không ạ? Không, anh thì không có tính gia trưởng. Anh có thể bỏ thuốc lá vì em đúng không? Anh có thể làm được. Các bạn cảm nhận như thế nào về nhau lần đầu tiên gặp mặt? Em nhìn thấy anh là một người đẹp trai, dạ cười tươi, cao. Có giống Hàn Quốc không? Dạ cũng giống giống. Giống giống. Em cảm thấy cô này rất hợp. Nụ cười rất giống nhà Phương. Khuôn mặt xinh xắn đấy. Em không có đủ vòng, đủ chuẩn 3 vòng như anh nói. Thì nếu vậy anh có chấp nhận em được không? Không, mình đối với anh nhìn vậy là rất hợp. Em cũng không có cao. Nói chung là vừa đủ xài chứ không có cao lắm. Vừa đủ xài được em. Như em thấy anh có hợp với 3 vòng của em không? Dạ. À, bên trong thì em không biết, nhưng mà ở bên ngoài, ngoài hình bên ngoài thì chắc dạ kiểm được. Kiểm tra luôn. Bây giờ chị coi ảnh đứng lên, chị em kiểm tra nha. Dạ. Đứng lên, đứng lên. Coi vòng 1, vòng 2, vòng 3 của anh có hợp với em không? Có muối nào chưa? Sắp tới cho người ta kiểm tra coi. Đó, em có thể rờ, em sẽ nhấn nhớ em kiểm coi có muối nào chưa. Rờ mần mần mò kỹ vô coi mấy muối ở trong. Rồng lên ra muối coi. Có muối nào không? Dạ cũng có đó chị. Có không, có dạ, không? Dạ có. Để được chưa em? Dạ được. Cơ rồi. Bản là được rồi ha. Dạ. Muốn kiểm tra gì nữa không? À dạ thôi đủ. Thư yêu cầu của em tìm bạn trai là em có nói là cần mông to hả? Đúng không? Dạ thì kiểu cái đó là giống như là em thích những người mà đi tập gym á, thì người ta sẽ có body đẹp. Mông anh trắng này to to không? Em thấy là chắc được đủ xài rồi. Kiểm tra mông không? Kiểm tra mông không? Cũng lên anh xoay một vòng cho em đó, coi. Thì là chưa để ý mông, bây giờ để ý xoay lại đó. Dạ. Dảnh ra, dảnh ra, dảnh mông ra. Quan trọng là đứng coi mông to hay không thôi. Dạ. To không? Chị thấy hơi lép rồi đó. Sao giờ? Dạ không sao, cái này mình tập được. Tập được phải không? Rồi. Hắn thể hiện tài năng của mình cho cô gái xem đi. Tiếng sáo là réo rắc lắm á nha, có thể là rung động lòng người ta đó. Làm sao để mà hấp hồn được cổ đó nha. Cơ hội dành cho em, bắt đầu. làm lại, nghe coi, nghe coi, làm lại. Điểm tình yêu rồi hẹn hò như thế nào đó, đang ở xa đó, anh nghĩ là làm thế nào để cho mình tình yêu của mình được bền lâu? Hàng ngày thì anh có thể gọi điện, còn cuối tuần thì anh có thể xin tranh thủ xuống thăm. Dạ. Mấy cái dịp lễ thì anh có thể xuống ở chỗ Biên Hòa của em được không? Những dịp lễ thì anh phải trực. À dạ. Dịp lễ em rảnh thì em có thể lên trên đó chơi với anh. Rất tuyệt vời. Tuyệt vời, phải nói cho cô biết chứ. Mình im, cô đâu có biết là được hay không. Người ta đã mở lời vậy rồi, mình phải quyết liệt lên em. Em chỉ biết nở nụ cười thôi. Nếu mà sau này tiến tới hôn nhân thì anh muốn làm có mấy đứa con? Chắc hai đứa. Hai đứa, dạ. Trai hay gái anh? Cả trai cả gái, hoặc hai gái cũng được. Nhưng mà tốt nhất hơn không nên hai trai. Cười hoài vậy. Giờ em không biết nói cái câu gì hơn. Không nói gì hết hả?
Em gái có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Thí dụ bây giờ sinh nhật của bạn gái thì Thắng sẽ làm gì? Có thể mua quà tặng, gửi bưu điện cho cô ấy. Em nghĩ cách nào lãng mạn, cô gái thích lãng mạn mà Thắng thử xem. Em lái, đừng nói lái máy bay thì mình thơ lên. Vậy thì chắc có thể em xin nghỉ phép một tuần hoặc là nửa tháng để đến ăn sinh nhật của cô ấy ạ. Ăn sinh nhật nửa tháng. Cụ thể vậy cũng được đúng không? Xin nghỉ nửa tháng cũng hơi căng à. Đầu tiên á là mình sẽ gửi bưu điện quà lên trước, nói là sinh nhật của em anh sẽ không có mặt bởi vì anh đi công tác đột xuất. Mà đêm đó mình phục kích, mình nằm gần nhà đó, đến sáng khi cô ấy mở cửa thấy mình nằm trước cửa. Sao không được rồi anh? Phải tạo bất ngờ, tạo cao trào vậy người ta mới ấn tượng. Nằm ngoài trời sợ. Trời ơi, nằm ngoài trời mà sợ. Mình giả bộ nằm khách sạn gần đó, sáng sớm 5 giờ rưỡi sáng mình giả bộ mình nằm trước cửa, thí dụ vậy. Chứ ai kêu nằm suốt đêm. Được ạ. Được đúng không? Vâng ạ. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè, mình cảm nhận như thế nào về người trước mặt của mình? Nhìn anh thì em thấy anh cũng hiền, có nụ cười tỏa nắng. Em thấy anh cũng có nhiều tài lẻ với lại biết thổi sáo. Dạ em cũng thích người thổi sáo. Còn anh thì sao? Không, lần đầu tiên thì anh có thể nhìn qua em. Bây giờ không có nói gì được hết trơn á. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Giờ phút này rất quan trọng. Hai cái chiếc ghế đỏ này đã rất là nhiều cặp đôi bấm nút hẹn hò và đã tiến tới hôn nhân. Quyết định bấm nút hay không là quyền của các bạn, không ai ép các bạn được cả. Nếu thật sự trái tim mình rung động thì mình mới bấm nha hai bạn. Còn nếu cảm thấy không rung động thì chúng ta không bấm, đừng làm mất duyên của người khác. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Các anh chàng quân đội này á, nói chuyện rất là rụt rè, cái gì cũng chậm mà có bấm nút là lẹ hả? Chưa đếm hết là đã bấm rồi. Sợ mất cơ hội hả? Vâng. Giờ nắm tay cảm nhận như thế nào? Dạ. Ấm áp ạ. Cặp đôi này cũng chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Xin phép em trước đi. Hứa gì với em gái đi. Xin đôi đó, người ta sẽ đồng cảm xúc với nhau nữa đó. Xin phép em là trộm hôn chị em một lần. Ok anh đấy. Nói không nói mà làm nó quyết liệt quá. Cảm nhận sao em? Em làm nhanh quá, cổ chưa cảm nhận được luôn á. Em run quá. Run quá hả? Mùi vị như thế nào? Rất tuyệt vời. Tuyệt vời. Đẹp lắm luôn đó. Chúc mừng các bạn.